Tiêu dùng nội địa là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, do đó trong thời gian qua, ngành công thương của tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thị trường bán lẻ hàng hóa. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu và quan tâm nhiều đến những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, phục vụ cuộc sống hàng ngày, thì việc triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng được xem là giải pháp hữu hiệu để gia tăng sức mua cho thị trường, góp phần tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội chính vì vậy ngành công thương đã hướng dẫn yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh đắk lắc tổ chức nhiều chương trình kích cầu khuyến mãi tập trung để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và tăng trưởng doanh thu thông qua các hoạt động đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh đắk lắc ổn định và duy trì được đà tăng trưởng Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ của toàn tỉnh Đắk Lắc 9 tháng năm 2024 ước đạt hơn 81.000 tỷ đồng, tương đương 81,2% kế hoạch năm và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, ngành công thương tỉnh Đắk Lắc đã tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp địa phương trong quá trình sản xuất kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp khơi thông nguồn hàng, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, góp phần mở rộng và khai thác có hiệu quả thị trường tiêu dùng nội địa.